Alo, các bạn còn theo dõi bài không? Có Hay là các bạn giờ này? Ma trận, độ cứng, phần tử của thanh dàn phụ thuộc vào các thành phần nào sau đây? Bạn nào mà chọn vào K là sai rồi, đúng không? Ở đây các bạn có E này, A này, LE này và gì? Cô xin chỉ phương. Đấy, tức là cái L và M đấy chính là các cái cô xin chỉ phương của chúng ta. Bạn lưu ý là gì? Ma trận độ cứng phần tử của thanh dàn thì phụ thuộc vào E, A, LE và cô xin chỉ phương. Như vậy thì ở đây có tối đa là 40%, 40,6% là 13 bạn là trả lời đúng hoàn toàn, đúng không? Nó phụ thuộc vào E có, A có, LE có, nhưng mà cả cô xin chỉ phương nữa. Thì các bạn tìm lại công thức đi nhá. Ma trận độ cứng phần tử của thanh chịu kéo nén dọc trục có kích thước là bao nhiêu? Thì các bạn thấy là ở đây có 25,8. Tức là có 8 bạn trả lời là 2 x 2. Có 12 bạn trả lời là 3 x 3 và 11 bạn là trả lời là 4 x 4. Thì chúng ta lưu ý là thanh chịu kéo nén dọc trục ấy là cái thanh thanh dạ cái thanh cơ bản nhất mà chúng ta đã học ấy, thì ma trận độ cứng của nó có kích thước là 2 x 2. Thế cô không hiểu là các bạn học cái ma trận độ cứng phần tử nào mà có kích thước 3 x 3 mà đến tận là gì 38,7% bạn là trả lời kích thước là 3 x 3. Tại vì các cái ma trận độ cứng phần tử mà chúng ta học ấy thì chúng ta đã học ấy chỉ có hai loại, một là 2 x 2, hai là 4 x 4, thì các bạn có thể nhầm lẫn giữa hai cái này. Còn 3 x 3 chứng tỏ hình như là không không chú ý. Ngồi học cũng không chú ý bài giảng gì cả. Trong bài tập hệ trên gồm bao nhiêu phần tử? Thì quay lại cái hệ của chúng ta nhé. Hệ của chúng ta ở đây đúng không? Cô đánh số rồi đúng không? Thì ở đây chúng ta có gì? 11 phần tử, đúng không? 11 phần tử. Để xem có bao nhiêu bạn trả lời đúng không? Mười một phần tử, như vậy là chỉ có 21 bạn trả lời đúng là 11 phần tử. Cái câu này nếu các bạn chú ý thì nó rất là dễ thôi, các bạn phải nhìn, các bạn phải biết là đâu đâu là gì, đâu là nút, đâu là phần tử chứ, đúng không? Phần tử là chính là các cái thanh, chúng ta đếm số thanh thôi. Và chúng trên trên hình đi thì cô đếm sẵn rồi, cô ghi sẵn rồi, các bạn không cần phải đếm nữa. Và các bạn có 11 phần tử. À, đúng rồi, 11 phần tử. Ở đây có 21 bạn trả lời đúng. Còn lại thì trả lời sai. Hệ trên gồm bao nhiêu nút? Thì các bạn có 6 nút. Và ở đây có 19 bạn. 19 bạn trả lời đúng. Nút cô cũng đánh số rồi. Có bạn nào là chưa rõ không? Có bạn nào không biết mình sai ở đâu không? Alo? Này, những cái tròn tròn này. Những cái điểm này này. Những cái điểm nút. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Chúng ta có 6 nút. Ma trận độ cứng phần tử 3 và phần tử 6 giống nhau hay khác nhau? Phần tử 3 là phần tử nào? Phần tử 3 là phần tử thanh xiên và phần tử 6. Thì các bạn thấy là hai cái phần tử này thì có cùng A và E nhưng mà LE nó khác nhau, cosin chỉ phương nó khác nhau. Thì hai phần tử này sẽ có độ cứng là gì? Ma trận độ cứng phần tử là khác nhau. Thì ở đây là đa số các bạn trả lời đúng rồi. Hệ trên gồm bao nhiêu bậc tự do? Ở đây các bạn thấy là chúng ta có bao nhiêu nút nhỉ? Chúng ta có 6 nút, đúng không? Mỗi nút thì có hai bậc tự do. Thanh dàn mà trong hệ tọa độ XOY mà. Như vậy thì chúng ta có 12 bậc tự do. Các bạn nào trả lời 10 trả lời 6 là sai.
14 bạn trả lời là 12. 19 bạn trả lời 6. Chúng ta lưu ý nhé, chúng ta có 6 nút nhưng mà chúng ta có 12 bậc tự do nhé. Ma trận độ cứng phần tử có kích thước là bao nhiêu? Ở đây có bạn nào trả lời là 22 x 22 không? Tại sao lại nhiều thế nhỉ? Đúng không? 6 x 6. Đây có 14 bạn trả lời là 6 x 6. Không đúng. Có, chỉ có 4 bạn trả lời là 12 x 12. 4 bạn xác định được với bậc tự do. Có một số bạn, tức là 19 bạn trả lời là 6 bậc tự do nhưng mà có 14 bạn là trả lời là kích thước là 6 x 6. Như vậy 5 bạn còn lại là gì? Không biết là bậc tự do với lại gì? Kích thước ma trận độ cứng. À xin lỗi. Ma trận độ cứng phần tử có kích thước bao nhiêu? Phần tử thì ở đây có kích thước là 4 x 4. Là đúng rồi, có 6 bạn trả lời đúng nhá. Alo. Mà có 25 câu trả lời, các bạn khác là trả lời chưa xong à? Khi ghép ma trận độ cứng thanh số 3, ta cần ghép vào vị trí nào của ma trận độ cứng tổng thể K global? Ở đây bạn nào trả lời? Cô xem nào. Đây cũng hơi khó nhìn một chút. D1, D3, D4, D2, D5, D6. Cái này nhiều quá. Các bạn lưu ý là thanh số 3 ấy, thì chúng ta có các bậc tự do nào? Thanh số 3 là đi từ nút 2 đến nút 3. Nút 2 thì bậc tự do tương ứng sẽ là gì? D3, D4 và nút 3 sẽ là gì? D5, D6. Như vậy chúng ta cần ghép vào vị trí là gì? 3, 4 và gì? 5, 6. Ở đây có D1, D3, D4, D2, D3, D6 là sai. Chúng ta chỉ có 3, 4, 5, 6 thôi. Hình như là câu này không có bạn nào trả lời đúng à? Có bạn nào trả lời đúng không mà không... Nhưng mà cái này cô phải cho đánh dấu cho cô. Hả? Cái này tự đánh dấu cho cô. Ghép vào mà. Ta cần ghép vào vị trí nào? Trong ma trận độ cứng tổng thể. Vị trí là ý là cái bậc tự do nào thôi. Thanh số 3 này. Thanh số 3 cô đánh số ở trên này rồi mà. Thanh số 3 là cái thanh từ nút 2 đến nút 3 đây này. Bạn rõ chưa? Alo. Rồi ạ. À. Điều kiện biên được thực hiện bằng cách chưa đến câu này. Các bậc tự do của phần tử 5. Phần tử 5 này chúng ta xem ở trên màn hình này. Phần tử 5 là từ nút 1 đến nút 4, đúng không? Nút 1 thì có bậc tự do là D1, D2. Và nút 4 thì có bậc tự do là D7, D8. À, các bạn nào lúc nãy em vừa bảo cô là tùy thuộc vào cái đánh số đúng không? Vâng, hôm nay cô xem cái hình này phải mà cô nên là không biết 1, 2, 3, 4. Thực ra thì cái hình này cô có xem mà. Nếu như mà bạn nào bảo là lý luận bảo là đánh số thì nói chung là đúng. Bạn trả lời, bạn nói thế là đúng. Nhưng mà thông thường thì chúng ta sẽ đánh số theo cách như thế này để cho nó dễ, nó nắm được quy luật chứ chúng ta cũng không đánh số linh tinh. Với lại thứ hai là đa số các bạn đều trả lời sai nhé. Các bậc tự do của phần tử số 5. Số 5 thì chúng ta lưu ý là ở đây các bạn cũng phải lưu ý là có 4 bậc tự do. 4 bậc tự do nhưng không phải từ 1 đến 4. Nó là nút 1 đến nút 4. Tức là có 2 nút 1 và 4. Nhưng bậc tự do phải là gì? Có 4 bậc tự do. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ đánh nó là 1, 2 và 7, 8. Vector lực nút tổng thể F global có kích thước như thế nào? Cô xin lỗi nha. Cô tay tắt.
F Global có kích thước là 6 x 1 không đúng, 12 x 1 nhé, 12,1, ok, câu trả lời đấy được chấp nhận. Mà kích thước nó là 12 x 1. Liệt kê các thành phần có giá trị F Global đã biết. Ở đây chúng ta có 3 thành phần F Global chúng ta đã biết giá trị là các nút số 2, số 4, số 6. Nhưng mà F Global thì chúng ta lưu ý là không phải F2, F4, F6. Chúng ta phải xem bậc tự do nào. Đây, chúng ta có là gì? Bậc tự do số 4, số 8 và số 12. Thì các bạn... Nếu như bạn nào đó lý luận là các bạn đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, sau đánh tiếp là 7, 8, 9, 10, 11, 12, kiểu như thế cũng được, đánh lượt x trước sau lượt y sau, thế cô cũng chấp nhận. Nhưng mà đa số ở đây thì các bạn đều trả lời không đúng, các bạn chưa phân biệt được nút và bậc tự do. Các bạn lưu ý nhé, tại một nút nhé thì có thể có một bậc tự do, hai bậc tự do, ba bậc tự do. Và bậc tự do đấy thì có thể là chuyển vị thẳng hoặc là chuyển vị xoay. Thì hai cái bài hôm trước đến giờ chúng ta học là chúng ta chỉ học chuyển vị thẳng thôi. Bài tới đây ấy, thì chúng ta sẽ sang bài thanh chị uốn ngang phẳng. Thì nó sẽ có chuyển vị xoay tại nút. Đây các bạn ghi là gì? 2, 4, 6. Tức là các bạn có biết là gì? Ở tại nút 2, nút 4, nút 6. Nếu như chúng ta quy ước đánh số tất cả các phương đấy là phương y thì ok, cũng được, cũng chấp nhận được. Nhưng mà đa số các bạn đều trả lời sai, đúng không? Không có mấy bạn trả lời đúng. Ở đây các bạn giá trị thì chúng ta là 50.000, 100.000, 50.000. Cái này thì có thể là do đơn vị nữa, đúng không? Nhưng mà cái dấu nhá, dấu thì ở đây các bạn lưu ý là hướng của chúng ta là hướng xuống, nên giá trị của nó phải là giá trị âm nhá. Chúng ta lưu ý các nút nối đất của hệ là nút 1, nút 2 và nút 5 à? Làm gì phải như thế? Đây có gì? Có nút 1 và nút 5. Nhưng bậc tự do là gì? 1, 2 và một gối di động ở nút 5 nữa. Nút 5 này có bậc tự do là 9. Như vậy là gì? 1, 2, 9 là những cái bậc tự do mà chúng ta đã biết chuyển vị bằng 0. Là coi như là nút nối đất đấy. Điều kiện biên được thực hiện bằng cách trả lời là loại bỏ hàng và cột tương ứng với các chuyển vị bằng 0 ở ma trận đối cứng tổng thể. Cái này nói chung là câu này còn chấp nhận được, đúng không? Chúng ta thể xóa hàng và cột ở ma trận đối cứng tổng thể và cả vector lực nút tổng thể nữa, đúng không? Thì ở đây các bạn có 9 câu trả lời thôi. Thì cô xem nào. Thì ở đây chỉ có 2 câu trả lời này, nói chung là cũng chấp nhận được, các bạn là có hiểu bài, đúng không? Vector chuyển vị u của phần tử trong hệ tọa độ địa phương có mấy thành phần? Và lưu ý là trong hệ tọa độ địa phương dọc trục thì nó chỉ có 2 thành phần thôi, là ui và uj dọc theo trục thanh. Vector lực nút phần tử q trong oxy có bao nhiêu thành phần? Chúng ta lưu ý là có 4 thành phần, ở đây 48 bạn trả lời đúng thì chắc là, à đây, 48%, 12 bạn này chắc là giống nhau đây, đúng không? Phân biệt được U và Q, chúng ta có là gì? U là vector chuyển vị của phần tử trong hệ tọa độ địa phương. Mỗi thanh thì có 2 chuyển vị thôi, 2 bậc tự do thôi. Nhưng trong hệ tọa độ
XOY thì có 4 bậc tự do và vector lượng, xin lỗi, cái này là vector lượng nốt phần tử, đúng không? Bên này là vector chuyển vị. Vector lượng nốt phần tử, cái này cô nhầm nhé, cái này là vector chuyển vị của phần tử. Nhưng mà vector lượng nốt của phần tử Q thì cũng có 4 thành phần. Hai cái này cô ghi như này, nhưng mà kết quả câu trả lời là cũng giống nhau, đều là gì? 4 thành phần. Ở đây có 12 bạn trả lời đúng. Công thức sigma bằng E nhân B nhân Q là đúng hay sai? Công thức này là công thức sai. Đấy, ở đây chỉ có 11 bạn trả lời đúng. Công thức này sai tại vì là sigma nó sẽ bằng E nhân B nhân với E nhân với F. Sigma thì bằng E nhân với epsilon, epsilon thì bằng B nhân với U. Đấy, các bạn xem lại bài đi nhá. Alo. Vâng ạ. Các bạn giả sử như cô đi thi cô hỏi như này thì các bạn xem mình được mấy điểm. Mà cái này thì trong lý thuyết hết, có hết cả chứ không phải là câu hỏi bên ngoài. Không phải suy nghĩ nhiều. Bài tập cô cũng là gì, làm cụ thể từng từng phân tử một chứ không phải là cô dùng một cái vòng là for. Nhiều bạn là bạn ý không cảm thấy cô lập trình nó như thế, nó hơi nông dân. Cô xin lỗi. Xin lỗi các bác nông dân, dùng cái từ đấy không được hay cho lắm. Nhưng mà cô lập trình từng phần tử mà vẫn nhiều bạn không hiểu. Chúng ta phải chờ số đông thôi. Nhiều bạn nào mà hiểu rồi thì cô đi hơi nhanh một chút. Thì cô đi hơi chậm một chút. Các bạn có gì thắc mắc không? Alo. Tiến Toàn ơi. Tiến Toàn. Dạ. Tiến Toàn ao rồi à? Cô tưởng ao rồi. Vẫn ở đây ạ. Ừ. Sau khi nghe cô giảng thì bạn thấy hệ này có bao nhiêu phần tử? Theo một gì thắc mắc. Hả? Dạ. Em có làm bài, em có làm bài test không? Dạ. Em có làm bài test không? Có. Ừ. Thế em trả lời hệ có bao nhiêu phần tử? Cô nói gì ạ? Mạng em hệ có bao nhiêu phần tử? Ô, các bạn không nghe cô nói à? À cái này ạ? Cái này có 11 phần tử ạ. Ừ. Thế có bao nhiêu bậc tự do? Không trả lời cô à? Alo. Hơi buồn đấy, các bạn trả lời sai nhiều quá. Bạn Toàn đâu? Ủa? Tuấn Đạt. À? Em vẫn ở đây à? Bậc tự do? Cái này là có 7 bậc tự do ạ. Sao lại 7 bậc tự do? Cô nói, lúc nãy cô nói thế rồi mà vẫn 7 bậc tự do à? Toàn Thái. Không phải à? Ừ, Toàn Thái ở đây không? Không có, em cũng có. Ừ. Bao nhiêu bậc tự do? Ông cô là 12. 12 bậc tự do. Nam Phong ơi. Dạ có ạ. Ừ, Nam Phong ơi. Thế cái bậc tự do ấy thì theo em nó liên quan đến số nút hay là số phần tử? Liên quan đến số nút ạ. Cứ mỗi một nút thì sẽ có 2 bậc tự do. Ừ, với bài này thì mỗi nút là có 2 bậc tự do, đúng không? Vâng. Bạn Văn Tùng ơi. Văn Tùng. Trương Văn Tùng. Dạ. Ừ. Theo em thì ma trận độ cứng của phần tử dàn trong hệ tọa độ XOY có kích thước bao nhiêu? Kích thước bao nhiêu? Ồ. Quỳnh Trang ơi. Em đây ạ. Ừ. Em đưa cô là 2 x 2 ạ. Sao
xong hệ tọa độ XOY mà. Trong hệ tọa độ XOY là 12 x 12 phần tử mà, ma trận độ cứng phần tử trong hệ tọa độ XOY. Ma trận độ cứng phần tử trong tọa độ XOY là 4 x 4 ạ. 4 x 4, nó lưu ý nhá. Ma trận độ cứng phần tử trong hệ tọa độ một trục. Trần Thị Thủy ơi. Dạ. Ừ, là KE trong hệ tọa độ địa phương ấy thì có kích thước mà nhân mấy? 2 x 2 ạ. 2 x 2. Quan hệ giữa ma trận độ cứng trong hệ tọa độ của địa phương mà và hệ tọa độ tổng thể là như thế nào nhỉ? Nó liên hệ qua qua cái gì? Bạn Mạnh Hà nào. Dạ, em có ạ. Ừ, ma trận độ cứng của phần tử trong hệ tọa độ địa phương và hệ tọa độ XOY thì liên hệ với nhau qua cái gì? Ma trận độ cứng phần tử cái ma trận 2 x 2 và ma trận 4 x 4 đi thì nó liên hệ nhau qua cái gì? Qua AVI ạ. Không, cô không nói là nó phụ thuộc với cái gì mà nó liên hệ với nhau như thế nào. LE đúng không ạ? Không đúng, cô hỏi cái KE 2 x 2 và cái KE hay là KG nhỏ 4 x 4 ấy thì nó liên hệ với nhau qua cái gì? Các bạn mở lý thuyết ra. Thì ít nhất các bạn có lý thuyết thì các bạn phải biết nó ở đâu chứ, đúng không? Alo. Dạ, em vẫn đang ở đây ạ. Em đang tìm xem nó ở đâu ạ. Không tìm mà bạn Văn Đàn, Văn Đàn không tìm thấy à? Văn Đàn tìm một bạn đi. Dạ, em đang tìm ạ. Ừ. Hồng Văn Quyền. Trang phần tử thanh dầm nó khó hơn hẳn đấy nhá, không phải dễ như cái thanh dàn này đâu. Dạ em đây ạ. Ừ, Văn Quyền ơi. Vâng em trả lời câu hỏi của cô. Hello cô là... Câu này khó thế à? Trần Đức Thắng nào? Trần Đức Thắng đâu? Bật cam bên cô xem nào. Alo? Đức Thắng ao rồi à? Thôi lớp trưởng ơi, lớp trưởng trả lời hộ các bạn cái. Bạn Cường. Dạ cô ơi, cô nhắc lại câu hỏi được ạ. Em vừa mới đi xuống dưới nhà về. Anh em chưa kịp nghe ạ. Buồn quá đi. Đây, các bạn mở slide lại đi nhá. Mở slide trang khoảng trang 27, 28 thì đấy. Đây, các bạn có thấy slide cô share trên màn hình không? Có ạ. Cô nhấn mạnh. Hôm trước cô nói đi nói lại cái này. Ma trận độ cứng của phần tử, tức là một phần tử này. Chưa? Ma trận độ cứng của phần tử một chiều, tức là phần tử chịu kéo nén dọc trục ở đây ấy,
KE nhỏ có kích thước là 2 x 2 này. Giá trị của nó là E nhân A chia LE nhân 1 trừ 1 trừ 1 1 này. Còn ma trận độ cứng phần tử trong hệ tọa độ chung là KG thì có kích thước là 4 x 4 này. Cái này từ đâu mà ra? Cái này là chúng ta nhân với ma trận chuyển trục mà ra. Đấy, nhân với ma trận P này mà ra này. Đây. Quan hệ của nó là KG thì bằng T chuyển trí nhân với KE nhân với T. Đây là mối liên hệ giữa hai cái ma trận. Các bạn có thể dùng cái công thức này. Cái công thức trên này này. Tức là chúng ta xây dựng KE, chúng ta xây dựng T và sau đấy chúng ta nhân. Nó ra được cái KG. Hoặc là chúng ta đi xây dựng trực tiếp cái KG này. Thì KE này chúng ta cũng xây dựng rồi mà KG này chúng ta cũng xây dựng rồi. Đưa cho các bạn một bài toán thì các bạn có rồi thì các bạn phải biết được là gì. Chúng ta lấy cái K nào ra chúng ta dùng. Alo. Dạ vâng ạ. Cái mối liên hệ giữa Q và U là gì? Chúng ta lưu ý U là ma trận, tức là vector chuyển vị trong hệ tọa độ địa phương. Còn Q là vector chuyển vị trong hệ tọa độ chung. Và hai cái này cũng liên hệ với nhau qua cái ma trận chuyển trục T. Và chúng ta có quan hệ là U thì bằng T nhân với Q. Đấy, trong cái bài này, trong cái phần là dàn phẳng ấy, thì U có kích thước là 2 x 1 và T thì có kích thước là 2 x 4, Q là 4 x 1. Còn với dàn không gian thì U sẽ có kích thước là 3 x 1 này. T sẽ là gì? 3 x 6 và Q sẽ có kích thước là 6 x 6. Thế bây giờ các bạn cứ nhớ trong dàn phẳng như cô đã. U là cái gì và gì? Q là cái gì? Chưa? Hôm trước chúng ta đi tìm sigma rồi đúng không? Các bạn có nhớ là chúng ta đi tính ứng suất không? Bây giờ cô share lại cái octave hôm trước này. Cái bài đầu tiên đây đúng không? Chúng ta có gì tính ứng suất này. Là gì? Q này. Thì bằng D nhân với AD3 này. Đây cái này là Q này. Chúng ta lấy cái T này này. Nhân với cái Q này này. Thì chúng ta được cái U. Cái U là trong hệ tọa độ địa phương. Còn Q là trong hệ tọa độ chung XOY. Các bạn xem lại bài đấy nhá. Mở cái bài này ra. Bạn nào còn chưa chạy thì chạy đi nhá. Alo. Vâng ạ. Bạn nghỉ giải lao 10 phút nha. Cái bài lúc nãy nha. Trong như này thì là các bạn chỉ có vài bạn là có thể tự thực hiện được cái bài toán lúc nãy thôi, mặc dù là chúng ta chỉ việc là thay thế. Đây, bây giờ chúng ta xem lại bài nào. Thanh dàn này. Thanh dàn có, chúng ta có 6 nút và chúng ta có 11 thanh dàn, 6 nút và 11 thanh. Đấy, thì bây giờ chúng ta có E giống nhau, A giống nhau. Stop. Thì bây giờ A giống nhau, E giống nhau thì chúng ta làm như nào? Bây giờ cô sẽ... Với bài này 11 thanh thì chúng ta không thể đi tính KE của từng thanh như bài trước được nữa. Mà đến bây giờ thì chúng ta phải dùng vòng lặp đúng không? New script này. Đấy. Bạn bạn đọc cho cô giá trị A của chúng ta là bằng bao nhiêu nhỉ? Đan Trường ơi. Bạn Đan Trường có ở trong lớp không? Đọc cho cô A với. Cô đợi em chút ạ. Cái A thì là bằng 3 nhân 10 mũ trừ 4 ạ, mét vuông. A E không 4 đúng không? Chúng ta có thiết lập như này. E thì bằng
70 nhân với cả là 10 mũ 3 Newton ạ. Mũ 3 Newton đúng không? Dạ, nó là GPA hay không? Nó là GPA thì okay. Chuyển luôn. Chuyển thành Newton trên mét vuông à? Vâng. Ừ, rồi. Thế bây giờ chúng ta có L thì bây giờ mà chúng ta đi liệt kê tính thanh nó không hay lắm. Đấy, thì bây giờ chúng ta liệt kê nút trước nha. Bây giờ các bạn sẽ giúp cô liệt kê tọa độ của các nút nha. Nốt này thì chúng ta có 6 nút. 6 nút thì chúng ta có thể thiết lập như hôm trước cũng được, hoặc là chúng ta thiết lập x riêng, y riêng cũng được. Chúng ta có x của nút thì bằng cái gì nào? X của nút 1 là bằng bao nhiêu? Đọc cho cô cái. Không. Không. Nút 2. Chúng ta xem là tọa độ, góc tọa độ là nằm ở cái gối đầu tiên bên trái đi. Alo. Chúng ta xem góc tọa độ là ở nút 1. X nút 2 bằng 0 ạ. Không. Ghi nhá, góc tọa độ tại nút 1 này. X1 bằng 0, X2 bằng 0, X3 bằng bao nhiêu? 3. À, X4 bằng 3 đúng không? X5 bằng mấy? Bằng 6 à? 6 ạ. 6 đúng không? Y bằng cái gì? Y thì không bằng 0 gì nữa? 3. 3 hay mấy? 3. 03, 03, 03, có phải thế không? À. Vâng. Rồi. Thế bây giờ nha, là phần tử, gọi là nút của các phần tử. Phần tử thì chúng ta có 11 phần tử đúng không? Bây giờ chúng ta phải liệt kê là nút đầu và nút cuối của các phần tử. Cái này là không thể tránh được. Phần tử thứ nhất nào, là từ nút mấy đến nút mấy? Alo, bạn Đức Trung nào? Đức Trung đọc cho cô. Đức Trung đâu? Đức Trung ao khỏi lớp à? Em không, em ở đây. Cô đọc cho cô nào. Phần tử thứ nhất là từ nút mấy đến nút mấy? Phần tử thứ nhất từ nút 1 đến nút 2 ạ. Ừ, các bạn đọc cho cô nhá. Ví dụ 1, phần tử thứ nhất là 1, 2, các bạn đọc 1, 2, sau 1, 3, được chưa? Và 2, 3, ok. Dạ vâng ạ. 1, 2 này, gì nữa? Alo, đọc tiếp cho cô nào. 1, 3 ạ. 1, 3, đọc tiếp bạn Trung. Chưa tìm thấy à, cái Đan Trường đọc cho cô. Đan Trường đọc hộ cô cái. Cái thứ 3 là 23. Rồi, cái thứ 4. Cái thứ 4 là 24 ạ. Thứ 5 là 14 ạ. 2 này, 4 này, 1 này, 4 này, thứ 6. 4. Cái thứ 6 là 3, 4 ạ. 3, 4. Cái thứ 7 là 3, 6 ạ. 3, 6. Cái thứ 8 là 4, 5 ạ. 4, 5. Cái thứ 9 là 4, 6 ạ. 4, 6. Thứ 10. Cái thứ 10 là 3, 5 ạ. 3, 5. 11 là 6, 5 ạ. À, 5, 6 ạ. 5, 6. Đấy, phần tử là 11 nhân 2 đúng không? Thì bây giờ nhá, chúng ta có một bước là bước kiểm tra cái sơ đồ hình học này.
để gọi một cái hình ở trong octave thì chúng ta gọi lệnh finger. Finger, ví dụ bây giờ cô sẽ plot x. Cô lấy ví dụ nhá, x của 1, 2, phẩy y của 1, 2. Phẩy k. Xem nó ra cái gì. No. Run selection. Không ra hình à? Cái này mất lát. Cô không nhớ là tại sao lại octave lại không in được hình nhỉ? Comment bên đâu nó xem lỗi gì? Errors. À đây, cô thiếu một dấu ngoặc. Đây. Ui, sao mà chậm thế? Đây. Phần từ thứ nhất là từ 0 đến 3 nó vẽ thanh thứ nhất rồi này. Alo, bạn thấy nó vẽ một cái thanh ở giữa không? Bọn em chưa nhìn gì luôn. Chưa thấy gì là có. Bọn em chưa thấy gì, đang thấy mỗi ở octave. Nó ở góc. Đây, giờ nó mới lên. Giờ nó mới lên. Đây. Cái thanh này. Đây, chúng ta vừa vẽ cái thanh này. Mà tại sao nó chạy chậm thế, không hiểu máy cô hay là máy cô đợt này già rồi. Đấy, cái đường màu đỏ, các bạn thấy đường màu đỏ chưa? Alo? Rồi ạ. Rồi ạ. X12 tức là gì? X của nút 1 và nút gì? Nút 2. Được chưa? Alo? X12 là x của nút 1 và nút 2. Y của 12 tức là y của nút 1 và nút 2. Và cái câu lệnh thứ 3 là cái màu của cái đường và dạng đường. Cô ký hiệu gạch ngang tức là đường liền. Và R tức là gì? Màu đỏ. Ok. Nha, cái plot nha, nó sẽ vẽ hình. Alo. Vâng, thế bây giờ cô sẽ vẽ tất cả. Thì cô chạy một vòng lặp, đúng không? For y bằng 1 hai chấm này. Thế cô có hàm là, thế bây giờ cô cứ ghi là 11 đi đã. And để cô hold, cô có lệnh hold on, tức là để là khi mà vẽ, tức là khi mà y tăng lên ấy thì nó không xóa cái hình cũ đi. Đấy. Sẽ là x gì nào các bạn? Và y là y gì? Theo các bạn. Chúng ta sẽ lấy hàng y của gì? À không, đúng rồi. Hàng y của nút phần tử. Lấy x của hàng y của nút phần tử. Lúc nãy là chúng ta lấy 1, 2 đúng không? Alo? Vâng, vâng. Thực ra là chúng ta cũng có thể ghi như này. Nút, à, như chúng ta ghi là gì? Nút này thì bằng gì? Nút phần tử y phẩy hai chấm. Và x là cái nút phần tử ấy luôn đúng không cô? Không, x là x nút phần tử y phẩy hai chấm chứ. Chúng ta vẽ từng đoạn một mà.
Ý em mà truyền cái tham số vào chính là cái nút đấy. Chính là cái này. Chúng ta vẽ lần lượt từng từng hàng. Tức là vẽ lần lượt từng phần tử đấy. Hai D, cái này là ví dụ 4 đúng không? Đăng selection nào, xem có lỗi gì không? Đấy. Như vậy là chúng ta vẽ được cái dàn rồi. Đúng không? Chúng ta muốn xem số nút chẳng hạn. Thì chúng ta có thể ghi là for i bằng 1 chúng ta ghi số nút ra ngoài nhé, for i bằng 1 hai chấm gì à, 6 này and for thì chúng ta có thể ghi tech tại cái gì tại x phẩy i phẩy i. Tức là ghi tại vị trí là gì? X, Y. Và ghi cái gì? Ghi là num to str. Tức là khi mà ghi cái gì đấy thì các bạn phải chuyển nó về dạng chuỗi, đúng không? Sau khi cái này các bạn cũng vẫn phải hold on. Bây giờ cô run cái này nhá. F9. Đây các bạn nhìn vào đây thì các bạn thấy là gì? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, nó ghi số 4 ở đây này, 5, 6 này. Chúng ta có thể là tăng font size lên. Cái này là cô cũng không nhớ câu lệnh của nó là gì, nhưng mà có. Để cô, thôi cô tìm sau nhé. Cái này là bây giờ mò nó mất thời gian. Rồi chuyển sang phần khác. Các bạn có cái biến phông sai ấy, các bạn ghi vào đây thì các bạn sẽ làm tăng kích thước của cái chữ, của cái text ở trên hình. Đấy, thì bây giờ các bạn thấy là gì? Kiểm tra thấy tạm ổn rồi. Bây giờ chúng ta đi xây dựng vector lực nút tổng thể và ma trận độ cứng tổng thể và vector lực nút tổng thể. Nhưng mà trước khi xây dựng ma trận độ cứng tổng thể thì các bạn phải đi xây dựng ma trận độ cứng phần tử, đúng không? Ma trận độ cứng phần tử thì các bạn có thể là gì? Dùng vòng lặp để xây dựng. Dùng vòng lặp để xây dựng. Nhưng mà các bạn trong cái vòng lặp đấy thì các bạn phải làm những gì? Thứ nhất là các bạn phải đi tính cái L và cái M, đúng không? L và cái M. A và E thì giống nhau rồi. Cái L, E các bạn cũng phải tính, đúng không? Chứ chúng ta cũng không thể đi liệt kê 11 phần tử như thế này được. Đấy. Thế thì khi tính xong ấy thì các bạn phải ghép luôn. Chứ chúng ta không phải là lưu 11 cái phần tử KE đấy, chúng ta không thể lưu nó thành 11 biến được, đúng không? Hoặc là chúng ta cũng không nên lưu một ma trận nó quá lớn. Như thế thì sẽ mất thời gian. Chúng ta lưu một cái ma trận quá lớn, sau đấy chúng ta lại phải trích xuất cái dữ liệu trong cái ma trận đấy ra, chúng ta ghép thì nó không được hay cho lắm. Thế bây giờ chúng ta cần cái gì chúng ta tính luôn cái đấy nhá. Thế bây giờ chúng ta đi xây dựng xây dựng ma trận độ cứng phần tử này. Trước khi ghép chúng ta đi xây dựng ma trận độ cứng phần tử, chúng ta cũng sẽ ghép trong vòng lặp nhưng mà chúng ta đi xây dựng ma trận độ cứng phần tử trước. Chúng ta có cái hàm cái hàm
ma trận độ cứng của từng phần tử hôm trước chúng ta sẽ dùng rồi. Thế là chính là Ke chớt 2D. Chúng ta có cái hàm này rồi đúng không? Đây, Ke thì bằng Ke chớt 2D của AELM LM đúng không? Rồi, chúng ta có cái này. Trong bài này LE sẽ khác nhau, L sẽ khác nhau và M sẽ khác nhau. Thì công thức của LE là gì? Nào bạn Đức Trung nào. Đức Trung ơi. Đức Trung ao rồi à? Được không em vẫn ở đây. Thì sao không trả lời cô nhanh lên? Gọi đến tên này các bạn dạ cho cô còn biết chứ đúng không? Từng gọi không thấy bạn nói gì cả, cô tưởng bạn ao rồi. Tiến Anh đi. Tiến Anh đâu? Các bạn không nghe cô nói à, xong rồi các bạn trả lời cô luôn thế. Có. Tiến Anh có thấy cô nói à, cô có thấy Tiến Anh nói đâu? Bạn nào có thấy Tiến Anh chứ? Không, cô hỏi có nghe không, bọn em nói khó. À thế. À, cô bị các bạn nghe chậm một bước hay sao ấy? Sao mà mãi một lúc sau? Vẫn bị chậm vào cô. Vẫn bình thường cô. Nó vẫn chậm 1-2 giây đó cô ạ. Tiến Anh ơi. Tiến Anh ra khỏi lớp rồi à? Phạm Nhật Minh. Có. Nhật Minh ơi. Cô nói lại em. LE thì tính như nào nhỉ? LE thì bằng cái gì nhỉ? Bằng căn bậc 2 của cái gì đấy? LE bằng căn bậc 2 của xy trừ đi xy bình cộng cả yz trừ y tất cả bình cộng 2 đúng không? Cộng với gì? Yz trừ đi gì? Yy tất cả bình mũ 2 đúng không? Vâng. Rồi. SQDT của này xy là cái gì? Đấy. Xy là cái gì? Ở x gì là tọa độ x của các phần tử. Tọa độ x tức là tọa độ đầu cuối của phần tử đúng không? Phần tử. Và đầu y là tọa độ các điểm đầu của phần tử. Thì muốn là gì lấy được tọa độ của các điểm đầu và điểm cuối thì chúng ta cũng phải biết là gì? Phần tử thứ y gồm các nút nào đúng không? Như vậy thì nút bằng nút phần tử y phẩy hai chấm có nghĩa là gì? Nút này sẽ gì? Lưu các cái nút của phần tử thứ y. Thấy chưa? Alo? Còn nút, bây giờ nếu nút đầu thì chúng ta làm như nào? Nút đầu tức là nút y thì chính là gì? Nút phần tử y phẩy gì nhỉ? Y phẩy 1. Phẩy 1, đúng rồi. Không? Nút gì chính là gì? Nút phần tử gì? Y phẩy 6. Y phẩy gì? Y phẩy 6. Sao lại y phẩy 6? Nút phần tử y phẩy 1 tức là hàng y cột 1. Đúng không? Nút gì sẽ bằng gì? Nút phần tử gì? Hàng gì? Gì cột 1. Không phải gì đúng không? Chúng ta làm gì có gì? Đây là chẳng qua là cô không nó ghi là nút đầu, không ghi là nút cuối, thì cô ghi là nút y và nút gì. Thế nên là vì cái quy tắc ký hiệu tương đối phổ biến rồi, các bạn mở cái phần mềm SAP 2000 ấy thì các bạn có nút y và nút gì. Y là ký hiệu của nút đầu và gì là ký hiệu của nút cuối.
nút gì sẽ bằng nút y phẩy gì? 2 cô ạ. 2 đúng không? Như vậy x y sẽ bằng x của gì? Nút y. Được chưa? X g sẽ bằng gì? Các bạn có thể là làm tắt nhá, các bạn có thể gộp vào để không dùng nhiều biến, nhưng mà tạm thời cô cứ ghi như này đi đã. XG sẽ là x của nút G. Được chưa? YY tức là y của nút đầu ấy bằng y của gì? Nút y. Và gì? YG sẽ bằng gì? Y của gì? Nút G. Được chưa? Như vậy là chúng ta có LE này chính là chiều dài của phần tử. Để không phải tính nhiều lần thì các bạn có thể lưu cái LE này thành một mảng. Được chưa? Là LE sẽ là LEI đấy. Như vậy chúng ta khởi tạo một cái mảng LE này. Có 11 thanh thì chúng ta lưu nó thành gì? Một cái mảng là 11 x 1 hay là một cái vector 11 x 1. Đúng không? Như vậy LE thứ Y sẽ bằng SQRT của gì? XG trừ XY mũ 2 cộng với YG trừ YY mũ 2. Giờ chúng ta chạy nhá. Breakpoint này. Đang bị sai cái gì ấy. Mà nó không cho mình đặt breakpoint. LEI. Sao các bạn nhìn cho cô xem có chỗ nào bị sai nữa không? À, chúng ta chưa chạy được. Chúng ta cho comment cái này đi để chúng ta chạy. Y của nút. Xếp xong rồi mà vẫn không đặt được breakpoint. QRT có thiếu ngoặc không? XG chứ XY mũ 2. Cái này là cô. Tại sao lại lúc nãy chạy đi cô có để đặt thêm dấu phẩy ở đây. Đỡ tay à. Break point. Đây. Run nha. Run. Đó. Tắt cái hình này đi nha. Cô F10. Xem nào. LE đầu tiên là bằng 3 này. Có vẻ đúng không? F10. LE tiếp bằng 3. Phần thứ hai có phải bằng 3 không? Các bạn nhìn cái LE ở trên workspace này. Alo? Đúng rồi cô ơi. F10. 4,426 đúng không? Có vẻ đúng rồi đấy, đúng không? Chắc là đúng thôi. Đấy. Thì KE thì bằng KE check của A. E, L, E, L, M. Mà L chúng ta chưa tính. L thì bằng bao nhiêu nhỉ? L bằng bao nhiêu các bạn? Chúng ta tính được ở đây luôn. L, Lê Văn Hòa nào? Đọc cho cô công thức nào. Dạ. Ừ. Nhanh lên, khẩn trương. L bằng cái gì? XG trừ XY chia LEI. Ừ, bạn Hòa không đọc, không tìm thấy à? XG trừ XY chia cho LEI, đúng không? Và gì? M sẽ bằng gì?
EG trừ II chia cho LA. Đúng không? M EG này, trừ đi II chia cho LA. Như vậy là đến đây là các bạn tính được KE từng phần tử thanh rồi. Đúng không? Đấy. Cái bước tiếp theo là chúng ta phải đi ghép. Đây nhá, trong cái phòng lọc for nhá, thì đầu tiên chúng ta tính KE của phần tử thứ Y. Sau đấy là gì? Sẽ ghép vào ghép KE vào K global. K global trong bài này có kích thước là bao nhiêu nhỉ? Bạn Mạnh Hà. Dạ. K global có kích thước là bao nhiêu? Global có kích thước là lúc nãy cô nói rồi đấy, 12 × 12 đúng không? 12 × 12 ạ. 12 × 12. Đấy. Ghép vào K global. Bây giờ nếu như mà chúng ta lưu địa chỉ phần tử ấy riêng rẽ thì chúng ta làm sao mà dùng vòng lập for được, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải cho nó một cái quy tắc. Cho nó một cái quy tắc. Các bạn thấy là tại nút thứ Y thì bậc tự do của nó là bao nhiêu? Alo? Nút 1 có bậc tự do là mấy? Y và Y cộng 1 của Y và Y cộng 1 á? Không đúng, chưa đúng. Tại vì là như thế thì nút 1 là 1 và 2 đúng không? Nhưng mà nút 2 thì sao? Nút 2 sẽ là 2 và 3, có đúng không? Có đúng không? Alo. Nút 2 thì sao? Nút 2 thì cô đánh số bậc tự do như thế nào ấy nhỉ? Bạn, quy tắc của AD là gì nhỉ? Công thức của AD xây dựng từ cái Y mà ra. Theo các bạn nào. Đan Trường. Dạ, em nghĩ là mình sẽ liệt kê một thằng AD ra, xong sau đấy là cho AD bằng Y 2 chấm, đúng không ạ? Cũng được. Làm như thế cũng được. Nhưng mà giả sử như chúng ta cứ làm từng phần tử đi. Nếu như phần tử thứ Y thì AD sẽ bằng bao nhiêu? Phần tử thứ Y thì AD sẽ bằng là Y cộng 1 2 chấm, đúng không cô? Không đúng. Phần tử thứ nhất là cô hỏi nha, tại nút 1 thì bậc tự do là mấy? Ở trong bài đánh số như nào? Nút 1 thì là 1 2 ạ. 1 2, nút 2 thì bao nhiêu? Nút 2 thì lên là 3 4 ạ. 3 4 như vậy. Nút 3 thì sao? Nút 3 thì là 5 6. Như vậy quy tắc của nó là gì? Nó chạy quy tắc của tại nút Y là gì? Tại nút Y có bậc tự do nào? Nút Y sẽ có bậc tự do Y và Y cộng 1. Đúng, không đúng. Y và Y cộng 1 không đúng. Nó chạy tại vì là tại nút 2 thì nó là 3, 4 cơ mà. Đúng không? À vâng ạ.
Rút 3 thì là 5, 6 cơ mà. Không phải y nữa, mà phải là gì nhỉ? Liên quan đến 2 y cơ. À, 2 y vâng vâng. Đúng không? Như vậy nó là cái gì? Theo quy luật thì nó chạy tuần tự đúng không cô? Ừ, chúng ta sẽ đánh số kiểu như thế. Tất nhiên các bạn có thể đánh số khác, nhưng mà việc liệt kê cái AD này, cái địa chỉ để ghép này, nó sẽ rất là vất vả. Chúng ta phải làm như nào cho cái việc liệt kê cái AD này nó đơn giản? À, thế thì mình mình sẽ lấy hai lần của cái nút đấy, đúng không cô? Đúng rồi đấy. Hai y trừ một và hai y cô. Đúng rồi, hai y trừ một và hai y. Nếu là đấy là tại nút y, đúng không? Vâng. Tại nút y nhá. Vâng. Bậc tự do tại nút y này là hai y trừ 1 và 2y. Nhá, là tại nút y nhá. Và chúng ta lưu ý nhá, cái quy tắc này nó đúng cho thanh dàn thôi. Nhưng mà sao thanh không gian hoặc là dàn không gian thì nó không phải như này nữa. Dàn không gian thì có thể là 3y, 3y trừ 1, 3y trừ 2, kiểu như thế. Nhưng mà đây là đang là dàn phẳng thì nó đúng là 2 nhân y và gì? 2y trừ 1. Đấy là bậc do tại nút y. Đúng không? Nhưng mà chúng ta không phải tính tại nút y, mà chúng ta tính tại cái biến là gì, nút đầu và nút cuối, đúng không? Nút đầu và nút cuối. Tức thay y bằng nút đầu và nút cuối thì chúng ta có là gì? AD bằng 2 nhân với nút y này trừ 1 này. Đúng không? Rồi 2 nhân với nút y này. Cái này là nút đầu này, địa chỉ của nút đầu này. Được chưa? Và 2 thành phần nữa là địa chỉ của nút cuối, là 2 nhân với nút g trừ 1 và 2 nhân với nút g. Đóng hộp vuông. Bây giờ các bạn, cô chạy thử nhá. Nào. Gõ sai cái gì không? Có thể là ADI cô. AD. Không cô, bây giờ cô cứ chạy từng cái đã, tại vì cô ghép từng cái. Đấy. Bây giờ cô chạy từng cái đấy nhá. Cô không lưu nó thành một ma trận, mà cô đang gì? Cô đang tính bình thường thôi. Đây nha cô, F10 nha. F10 thì bây giờ chạy qua AD rồi. Cô xem AD nó bằng bao nhiêu. AD của cô đầu tiên là bằng 1, 2, 3, 4 này. Các bạn thấy bậc tự do của phần tử 1 có đúng 1, 2, 3, 4 không? Đúng rồi ạ. Các bạn có thấy AD trên workspace không? Có ạ. F5 tiếp này. F10 tiếp này. AD của cô bây giờ là 1256, có đúng không? Đúng rồi cô. Đúng rồi đúng không? Đấy, thì bây giờ cô cứ để nguyên như này nha. Thôi cô thoát khỏi chế độ debug mode đi đã. Bây giờ cô ghép nha. Ghép thì câu lệnh giống y xì như gì? Như bài trước thôi. Ghép này. Thì chúng ta có K global này của gì? AD này, phẩy AD này. Tại vì tại mỗi y thì AD này chính là gì? ADI và gì? KE này là KE của phần tử tí y. Thì chúng ta chỉ cần ghi như này thôi. Như vậy là sau bước này thì chúng ta ghép xong. Alo. Còn nếu như các bạn muốn lưu cái này thành một mảng thì chúng ta có thể là gì? ADI phải 2 chấm, tức là hàng thứ y của ma trận AD, đúng không? Và sau đấy chúng ta ghép ở đây thì chúng ta cũng phải ghép là ADI phải 2 chấm. Nếu chúng ta làm như này, đúng không? Như vậy là chúng ta được
xong cái bước này là chúng ta được K global là ma trận độ cứng tổng thể của toàn hệ, đúng không? Bây giờ sang S global này. Vector lực nút này, F global này, thì đầu tiên nó chúng ta sẽ khởi tạo nó bằng kích thước là 12,1, đúng không? D cũng bằng gì? Cũng bằng như thế luôn. Là chuyển vị displacement của toàn hệ. Kích thước F và D giống nhau mà, đúng không? Thì bây giờ giá trị nào khác không nhỉ? Giá trị nào tại nút nào hay là bậc tự do nào có lực tác động nhỉ? 4, 8 và 12 của hai bốn sáu chữ đúng không? Đấy là tại bộ tại nút mà bậc tự do thì phải là 4, 8, 12. Đây 4, 8, 12. Cô đang tắt mic rồi. Em nói cô hiện tại cô đang tắt mic. Tại nút 2, nút 4 và nút 6. Đúng không? Và bậc tự do thì là 4, 8 và 12. Thì chúng ta có lần lượt có các giá trị là gì? -50.000, -100.000 và -50.000. Đúng không? Chúng ta quay lại Octave. F của 4 này. Trừ 50.000. F8 trừ 100.000. Và F12 bằng trừ 50.000. Đấy là vector lực nút nhá. Bây giờ các bậc tự do cần tìm chuyển vị, nhưng bây giờ chúng ta có tận là 12 bậc tự do, đúng không? 12 bậc tự do, có 3 bậc tự do là đã biết, còn tận 9 bậc tự do là không biết. Như vậy là liệt kê là cũng hơi dài dài rồi, đúng không? Tương đối là dài rồi, thì bây giờ chúng ta làm như nào? Thì thường các cái bậc tự do đã biết chuyển vị thì nó ngắn hơn. Trong tình huống bắt buộc thì chúng ta vẫn phải liệt kê thôi, đúng không? Các bậc tự do có chuyển vị bằng không, cô ký hiệu là lock dot, là những cái bậc tự do đã bị khóa đấy. Lock dot này, degree of freedom thì bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Bạn Trung Kiên, Trung Kiên này, lớp có hai Trung Kiên đấy cô. Nguyễn Trung Kiên. Dạ. Ừ. Những cái bậc tự do nào đã biết chuyển vị nào? À, bậc số 2 với bậc 2, bậc 4 và bậc 6 ạ. Bậc 2, 4, 6 á? Vâng. Có đúng không? Có đúng không bạn Văn Đàn, bạn Trung Kiên trả lời thế đúng không? Các bạn đến buổi này rồi mà vẫn còn thế, không làm được bài đâu. Alo. Alo ạ. Ừ. Những bậc tự do nào đã biết chuyển vị? Trung Kiên lúc nãy chắc là cũng vào muộn đúng không? Mới vào đúng không? Bài càng sau càng khó rồi, các bạn tập trung vào nhá.
hôm sau lên lớp thì có khi lại máy chiếu thì kém, lại không thấy gì, cuối cùng lại không hiểu gì, không làm được bài. Cô là bậc 1, 2 và 10 ạ. 1, 2 và gì? 10 ạ. Và 10, đúng không? Là những cái bậc tự do chúng ta đã biết chuẩn bị. Một này, hai này, mười này, đúng không? Thế các cái bậc tự do nhá, các cái bậc tự do mà toàn hệ có là từ 1 đến 12, đúng không? Như vậy thì là ôn top này bằng này 1 2.12 này, chưa là các cái bậc tự do của hệ. Tất nhiên với bài này các bạn liệt kê cũng được, cũng không phải là không liệt kê được, có 9 cái thôi. Như thế là gì? Chúng ta có thể hơi lười một chút thôi, nhưng mà liệt kê như thế cũng bình thường. Nhiều bài thì cũng có khoảng hàng trăm cái bậc tự do là bị khóa, thì chúng ta vẫn phải liệt kê. Cái này là ôn đóp là từ bằng 1 đến 12 này. Thế bây giờ chúng ta có những cái bậc tự do cần tìm này. Tôi ghi lại nha. Các bậc tự do cần tìm này, chúng ta có DOFS này thì bằng này set diff của cái gì, của ondot phải log, cái này là sẽ trừ đi trong cái ondot này này những cái bậc tự do có trong log log là từ 1 đến 12, nhưng mà trừ đi 3 thành phần 1, 2 đến 10 thì cuối cùng nó sẽ có 9 thành phần. Đấy. Bây giờ cô chạy cái này nha. F9 nha. Đấy, chú xem là DOFS nó là cái gì. DOF nó liệt kê cho ta này. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Đấy. Rõ cái hàm này chưa? Alo? Rồi ạ. Ừ. Thế bây giờ chúng ta đi giải hệ phương trình. Áp điều kiện biên và giải hệ phương trình. Giải hệ phương trình thì các bạn có là gì? D của DOFS này bằng này thì bằng này F global của gì? Đoạn này có gì thắc mắc không? Alo? Dạ không ạ. Không có gì thắc mắc đúng không? Thì bây giờ phản lực thì được tính như nào? F global luôn ạ. F global tính như nào? F global sẽ bằng gì? K global nhân B. Bằng. Bây giờ có DOFS nữa không? Không ạ. Lưu ý là không nhá. Đấy, thì tính phản lực của hệ này. Và khi tính thì ra cái F global này thôi, nhưng mà toàn bộ cái F global, nhưng mà nếu mà trả lời nhá, thì phản lực của hệ gồm những cái thành phần nào thì các bạn phải lấy cho đúng, chứ còn ghi cả cái F global là gì là không đồng ý nhá, là cô không đồng ý nhá. Các bạn phải biết là chỗ nào là gì có phản lực. Alo, F global ấy là vector lực nút, đúng không? Trong trong đấy có 3 thành phần phản lực thôi. Đấy, thì các bạn phải lấy cho nó đúng. Cái phản lực thì lấy những cái thành phần nào bạn nhờ, bạn cô gọi bạn nào đấy đi, bạn Việt Hoàng, Trần Việt Hoàng. Dạ có em ạ. Ừ. Trong cái F global này này, những thành phần nào là phản lực?
Alo. Thành phần nào là phản lực các bạn? K global à? Hả? Ơ, phản lực mà. K global là cái gì? Bây giờ mà K global đây là mà là phản lực ấy thì là đáng trượt đấy, đi thi mà trả lời vào câu đấy, vào câu hỏi K global là gì và bảo là phản lực thì là gì, bất kể những cái câu sau như nào trả lời câu đấy là phản lực thì K global là phản lực thì cô cho trượt luôn. Cô là 1 2 10 ạ. Hả? Chúng ta có thành phần là gì? 1 2 10. Đúng không? Là những cái bậc tự do bị, những cái thành phần tương ứng với bậc tự do bị khóa này này là những thành phần mà chúng ta có phản lực. À, tiếp theo chúng ta đi tính gì? Tính nội lực hay là tính ứng suất đi. Tính ứng suất trong thanh giản. Ứng suất trong thanh giản. Ứng suất trong thanh giản thì được tính dựa vào cái gì? Bạn Bảo Phước. Bảo Phước. Alo. Dạ. Ứng suất trong thanh giản thì tính dựa theo cái gì? Em thực cô ứng suất. Bài hôm trước có chưa? Đao về chưa? Cô gửi có đao về không? Dạ. Em không đao à? Đào. Trời. Cô bó tay với các bạn luôn đấy. Đây, đây, bây giờ là toàn cô làm nhá. Các bạn chưa tự làm đâu. Các bạn mà tự gõ thì có khi là cả buổi không xong một bài đâu. Tình hình này không ổn rồi. Buổi sau cô hôm nay mà test mà PCR ok thì buổi sau chúng ta sẽ lên lớp. Các bạn phải đem máy đi nhá. Buổi sau là thứ 6. Ôi, cô vừa dạy ở trên lớp offline, cô vừa dạy online đi cô. Bởi vì bọn em... Ừ, cô cũng muốn như thế, cô sẽ cố gắng như thế. Thì bọn em học ở trường, bọn em vẫn có thể xem lại cô ạ. Cái gì cơ? Bọn em thứ 6, thứ 7 mới test lại. Cô cố gắng như thế. Nhưng mà em sợ là đi học thì ít bạn đi lắm cô, bởi vì mấy hôm nay cái số lượng đến lớp ít lắm ạ. Ừ. Bởi vì các bạn cũng toàn F1 và F0 nên là chỉ em thấy một số bạn kể lại là có chỉ có đổ vài bạn đến lớp thôi ạ. Khoảng 20 đổ lại thôi cô ạ. Hôm qua được có 5-6 người mà lại thêm một F0. Buồn nhỉ. Phụ thuộc với gì? Alo, trả lời cô nào. Dạ, cô hỏi ai thì cô? Ừ? Nào bạn nào đấy trả lời cho cô nào. Ứng suất trong thanh giản cô, lúc nãy cô vừa gọi bạn nào cô, hình như là cô quên mất rồi. Bạn Bảo Phước à?
là em chưa trả lời được. Kiến Anh, ứng suất trong thanh giản, mở cái file cũ ra ấy. File cô gửi cho còn không thèm đau nữa thì phải làm thế nào đây? B nhân T nhân Q của B nhân T nhân với Q đúng không? Trong đấy Q là gì? Lúc nãy cô cũng vừa hỏi đây. Nào các bạn bật cam lên một lượt cô xem nào.